Đã hơn 11 giờ trưa, nhưng người nông dân này vẫn miệt mài chăm sóc cho ruộng lúa của mình. Nắng hàng kéo dài khiến bảy sao ruộng của ông đã bị úa vàng, coi cọc. Do ruộng của gia đình nằm ở cuối kinh nên việc tiếp cận nguồn nước rất khó khăn. Không có nước, ông không thể bỏng phân, phun thuốc nên sâu bệnh phát triển. Nếu mà khả năng mà hạn hạn thêm một tuần nữa thì khả năng sẽ mất trắng. Lúa đang thời kỳ đại nhánh nên rất cần nước, người dân phải bơm nước hàng ngày. Điều này đồng nghĩa chi phí sản xuất cũng tăng lên, nhưng lượng nước dẫn về ruộng cũng rất ít, có những thời điểm nước bị cạn không thể bơm được. Cứ treo máy hàng tuần, hàng chục ngày, có khi là nửa tháng, cho nên là cái tiền điện là, là là là, là, nó vượt với cái cái cái, cái, cái tiền thủy lợi phí của nhà nước rất lớn. Công ty thủy lợi Nam Nghệ An hiện đang quản lý tưới tiêu cho 27.000 hecta lúa, nhưng hiện cả hồ chứa nước trên địa bàn đã bị nặng hàng làm cho cạn dần. Mực nước tại trạm Bara Nam Đàng có thời điểm xuống âm 1 mét so với thiết kế nên việc điều tiết nước rất khó khăn. Công ty được quản chất có hai giải pháp chính. Thứ nhất là tổ chức các kỳ bơm giải chiến. Thứ hai là cắt cử bơm luân phiên và đặc biệt là không phải vùng của đơn vị là hợp đồng tưới với cái phương châm là đưa được tạo nguồn về cho các địa phương cùng bơm. Trước thực trạng như hiện nay, ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cần bảo sát tinh thần hàng tháng xâm nhập mặn, tập trung các giải pháp thực hiện trọng hàng hiệu quả, biển nguy thành cơ để hạn chế thấp nhất các thiệt hại do thiên tai gây ra.